7 người bị thương, trong đó thì đã xác định được danh tính của 39 trên 56 người thiệt mạng. Hiện Giám đốc Công an thành phố đang chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiếp tục khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và tích cực phối hợp với các sở ngành thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Thưa quý vị, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini quận Thanh Xuân tiếp tục là lời cảnh báo đối với người dân sau rất nhiều vụ cháy chung cư mini khác đã xảy ra ở các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, bởi đây là một loại hình nhà tiềm ẩn nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ và báo chí đã liên tục cảnh báo trong thời gian vừa qua. Cuối tháng 10 năm ngoái xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Cầu Giấy, Hà Nội, chung cư cao 6 tầng và 1 hộ. Lực lượng phòng cháy cháy chia làm hai hướng, một hướng chữa cháy tại tầng 1 ngăn cháy lan lên các tầng phía trên, một hướng tiếp cận tòa nhà từ sân thượng nhà liền kề. Cắt khung sắt đưa toàn bộ 11 người thoát nạn ra ngoài an toàn. Đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau khoảng 30 phút. Tối 31 tháng 3 năm 2022, một người phụ nữ đã phóng hỏa tại khu vực bể xe của một chung cư mini ở phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm. Chung cư mini này cũng chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất là lối cầu thang bộ đã bị ngập tràn khói độc. Vụ việc khiến nhiều người bị thương. Tối 28 tháng 4 năm 2021, xảy ra cháy tại tầng 3 chung cư mini ở phường Phú Đô, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. 24 người mắc kẹt trên tầng cao, trong đó có nhiều cháu nhỏ được lực lượng phòng cháy cháy điều xe thang tiếp cận và cứu thoát an toàn. Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm sâu trong con ngõ nhỏ quanh co khiến cho lực lượng cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn để tiếp cận. Những chung cư mini do người dân xây dựng phổ biến ở nhiều đô thị dưới dạng nhà ở rồi cải tạo cho thuê hoặc bán đang có rất nhiều khoảng trống trong đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Con ngõ sâu với bề ngang hơn 2 mét dẫn vào hiện trường của đám cháy vừa rồi là một trong những chung cư mini tại Hà Nội. Và với cái bề ngang như vậy nên những cái xe chữa cháy đã không thể tiếp cận trực tiếp tại hiện trường mà phải đỗ xe ở cách đây gần 500 mét và dòng những cái dây cũng như ống dẫn nước vào hiện trường gây gặp rất nhiều khó khăn cho công tác cứu nạn. Và ngay ở dưới tầng 1 của ngôi nhà này thì để đầy xe máy những vật liệu dễ nổ nên ngay khi đám cháy xảy ra thì đã bị phủ kín bởi khói, việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn. Các lực lượng đã tiếp cận bằng lối cửa sổ ban công tầng 2. Cửa này cũng bị hàn kín nên phải mất thời gian để phá cửa. Nhận được tin báo cháy, khoảng 20 xe chữa cháy và hàng trăm cán bộ chiến sĩ ngay lập tức đến hiện trường dập lửa, tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt. Những hình ảnh quý vị khán giả đang theo dõi mà chúng tôi quay flycam cách đây ít phút. Ngôi nhà 9 tầng đổ tung, 146 người đang sống trong diện tích 200 m². Người dân tại khu phố này cả đêm qua và sáng nay đã có mặt hỗ trợ các lực lượng đưa người gặp nạn ra sớm nhất. Có thể trong mỗi đất trong nhà thì có gì kiểm tra xây dựng họ những người kia người ta làm nhưng sao người không ý người ta chỉ báo là tôi xây cái nhà thế thôi. Điểm chung của nhiều chung cư mini nằm sâu trong ngõ nhỏ, trong tầng cao để tối ưu lợi nhuận, chỉ có một lối ra vào và dùng tầng 1 để xe. Ngay tại ngõ 29 phố Khương Hạ, phường Khương Đình có nhiều chung cư mini bịt kín các lối thoát hiểm để vật liệu dễ cháy ở các khu vực này. Rồi bây giờ xảy ra sự cố thì người ta cũng biết thì muộn, nhưng cũng không muộn, còn dài. Bây giờ mình ngồi thì mình khẳng định vào cái năm đúng. Cái quầy đòn xe thì nó khoảng là nó chật chội như vậy. Nếu mà nó ở động thì người ta xoáy vào thì nó cũng phải đỡ đi phần nào chứ phải không? Theo các chuyên gia về đô thị, dưới danh nghĩa là giấy phép xây dựng nhà ở gia đình riêng lẻ, hàng loạt khu chung cư mini đã thôi nhau mọc lên, len lỏi trong các ngõ nhỏ, khu dân cư đông đúc. Hàng loạt chung cư mini xây dựng sai phép theo tiêu chuẩn xây dựng thiết kế nhà liền kề, yêu cầu chiều cao xây dựng trong mọi trường hợp nhà ở liền kề không được cao quá hơn 6 tầng, nhưng nhiều tòa chung cư mini xây vượt số tầng cho phép. Chung cư mini là một loại nhà ở nhưng mà nó cũng biến tướng, bởi vì nhiều người cũng bảo có nhà ở nhưng mà khi mình xây dựng nhà ở thì sẽ sai, dùng cái đấy thì người ta lại kinh doanh và mục đích là làm theo cái kiểu như là cơi nới rồi là thêm tầng cao. Cách đây 3 năm, Bộ Xây dựng đã có công văn đề nghị các địa phương siết chặt quản lý nhà ở riêng lẻ, thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ. Thế nhưng khi chưa có một chế tài, vi phạm đã xảy ra và hậu quả lần này là rất thương tâm, trong khi nhiều chung cư mini vẫn tiếp tục mọc lên.